Không chỉ rau xanh mà thịt heo, gà, thủy, hải sản và nhiều mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng khác đều tăng giá khiến cho người tiêu dùng lo lắng. Để ổn định giá hàng hóa, mới đây Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu với nhiều địa phương nhằm đa dạng nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết, tạo đầu ra cho sản phẩm vùng miền. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã công bố chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2024 và Tết năm 2025. Dự kiến có 69 doanh nghiệp đầu mối tham gia, tăng 10 doanh nghiệp so với năm 2023. Đặc biệt, lượng hàng bình ổn theo cam kết của chương trình sẽ chiếm từ 21% đến 32% thị phần trong tháng bình thường và chiếm khoảng từ 24% đến 41% nhu cầu thị trường trong tháng Tết năm 2025. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, dù nguyên liệu đang tăng cao, nhưng các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm thiết yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh đều cố gắng giữ giá để không xảy ra tình trạng lạm phát trên thị trường về giá.